Anh em cho mình xin vài phút để giới thiệu về sản phẩm thuốc bên mình ha. Này là thuốc trị bệnh nha anh em, thuốc đặc trị luôn, rất là hay. Anh em nào xài rồi sẽ báo quả bán, sẽ ghiền nha anh em. Thuốc này là đặc trị khò khè, sưng mặt, sổ mũi, phù đầu, trị tan rất là hay nha anh em. Anh em khỏi có ra tiệm thuốc anh em mua thuốc tan chi mất công ha. Cái này là 3 trong 1 luôn nha, là vừa trị khò khè, sưng mặt, sổ mũi mà vừa trị tan nữa, rất là hay. Liều lượng thì anh em gà tre gà nồi gì anh em cứ chích là mỗi ngày 1 c, chích liên tục 3 ngày tới 5 ngày trừ khi những con gà đó bị thiệt nặng nha anh em. Còn gà anh em mà cảm thấy mà nó hơi ngáp, buồn ngủ, hơi ốm ướm bệnh á, đổi thời tiết hay gì đó, anh em thấy gà buồn buồn á là anh em chích vô 1 mũi, trong vòng 1 tới 2 tiếng đồng hồ là gà của anh em nó sung mà nó phật đã lắm. Gà này không có, thuốc này không có làm cho gà mình nó bị khô lông nha anh em, nó làm cho gà mình tươi mà lại hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Chai này 25c là 200k nha anh em. Chai này 50c là 400k. Kèm thêm cái chai này á là chai thuốc nhỏ là đặc trị phân xanh, phân trắng, viêm ruột, tiêu chảy, sốt, thương hàn ha. Anh em chỉ cần lắc đều lên rồi anh em hút bóp hết cái hơi này, anh em hút rút lên khoảng nhiêu đây, tầm khoảng nửa ống á, gà tre gà nồi cũng vậy. Anh em cho nó uống, thì lúc mà anh em cho nó uống á, thì anh em để cái cây thuốc này sâu vô họng nó xíu, để tránh nó trường hợp nó sặc cái nó ngay nắp giọng á nè, gà nó bị sặc. Anh em để sâu vô xíu và anh em bơm vô, bảo đảm với anh em gà mà đi phân xanh, phân trắng, phân nhớt, phân nước rất là hay ha. Cái này là thuốc gọi là thần dược luôn á anh em. Anh em lấy cái bộ này ha, anh em về trị cho gà của mình khò khè, sưng mặt, sổ mũi, phân xanh, phân trắng. Thường thường á là gà mà bị khò khè, sổ mũi, sưng mặt á là nó kèm theo là sốt, tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, thì cái cặp thuốc này á là nó điều trị hết những cái bệnh đó cho anh em luôn ha. Vừa chích cho uống, bảo đảm với anh em rất là hay luôn. Anh em về thử ha. Cái chai này thì 200k nha anh em, 200k là 100c, thuốc nhỏ là 200k, chai này 50c là 400k, chai này 25c là 200k. Anh em muốn lấy cặp này á, cặp nhỏ, chai nhỏ với cái này, cặp này thì 400k, cặp này thì 600k. Anh em có nhu cầu mua thì coi cái số điện thoại nằm ở trên cái màn hình đó, anh em alo giùm mình cái số đó nha, của nhân viên mình đó, rồi sẽ được hướng dẫn, tư vấn và ship hàng tới nơi nha anh em. Rồi thuốc này bảo đảm với anh em xài sẽ ghiền ha. Anh em xài thuốc của mình rồi thì chắc chắn là anh em không xài thuốc chỗ khác được nữa. Còn những con gà nào của anh em mà nặng quá mà xài thuốc những cái chỗ khác mà cảm thấy không hết á, mua về xài thử coi, biết đâu là gà của anh em hết mà lại sung khỏe, lấy lại phong độ như lúc ban đầu nữa. Rồi clip cũng hơi dài rồi ha anh em ha. Anh em cảm thấy đủ sức tin tưởng thì anh em cứ liên hệ ha. Thì trong nhiều năm mình nuôi gà và chơi gà thì mình đúc kết ra được cái bộ thuốc đặc trị bệnh này nè. Chứ mình ở đây là không có bán các loại cái thuốc khác nha anh em. Thuốc nuôi, thuốc đá là mình không có chơi nha. Xưa giờ mình không có chơi thuốc nuôi, thuốc đá nha anh em. Mình đây thì chỉ bán thuốc trị bệnh này cho anh em thôi. Với khuyên những anh em nào mà chưa có mua thuốc á, để hờ á, thì anh em nên mua một cặp đi, về để dành. Biết đâu một ngày nào đó anh em nuôi gà sẽ gặp gà nó bệnh như vậy là anh em có mà để xài liền, chứ để mà đợi mà mua rồi gửi về tới nhà nữa thì mất mấy ngày á là gà của anh em nó bị nặng hơn rồi, anh em sẽ cực công hơn ha. Anh em cứ mua có mấy trăm ngàn nè, anh em cứ mua để dành ha. Rồi ok anh em nè, anh em mới thấy không, mấy con gà nó bệnh, hổm nó bệnh, nó đứng nó ngủ không à, nay nó tươi mà nó đỏ hực không anh em. Rồi ok anh em ha. Anh em nào cảm thấy tin tưởng thì cứ liên hệ nha. Cảm ơn anh em.